Được thấy thiên đàng nơi đây nguy nga, ngàn máy bay bay trắng nga, từ xa thiên thần cách dài lời ca. I'm living in your love, 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 lên on the wall pháo đào, xì tớp quay tính chất lớp ào lào. Xin chào các bạn, mình là Giang đến từ Song Tấn và ngày hôm nay Giang sẽ quay lại video này giới thiệu cho các bạn một chiếc sao ba của Yamaha có tên là SR-C20A. Trước đó là Giang đã từng review một cái sản phẩm cũng của sao ba của Yamaha có tên là SR-B20A. Bỏ cái túi ạ. Dạ. Đây sao ba SR-B20A. Các bạn có thấy không ạ? Chiếc sao ba này thực sự ra thì là với ở thị trường quốc tế thì nó đã ra mắt và được bày bán vào năm 2020 rồi, thực sự là nó không có mới. Tuy nhiên thì là sản phẩm này á, thì đến thời điểm hiện tại thì ở thị trường Việt Nam thì nó mới bắt đầu vào hàng cũng như là được bày bán nhiều hơn á. Và Song Tấn đang là một trong những nhà phân phối của sao ba SR-C20A cũng như là B20A nhé. Các bạn có quan tâm thì hãy để lại bình luận phía dưới video. Còn hôm nay thì Giang sẽ mở hộp cũng như là giới thiệu cho các bạn chiếc sao ba ngày hôm nay của chúng ta. Nói sơ qua cho các bạn cùng hình dung ra được, tức là chiếc sao ba B20A thì nó tích hợp giữa ba công nghệ về âm thanh. Tuy nhiên rằng là chiếc sao ba C20A thì chỉ sử dụng có mỗi một công nghệ là Dolby Audio mà thôi. Và đầu tiên khi mở hộp, các bạn nhìn không ạ? Nó sẽ có một cái dây kết nối dành cho TV, sách hướng dẫn luôn ạ. Tiếp theo là nhân vật chính của chúng ta là chiếc sao ba, vừa gọn nhẹ hơn rất nhiều các bạn ạ, và ngắn hơn nữa. Tức là nó sẽ về thuộc dạng như là như trang cái phòng của Giang đang review à, nó khá là nhỏ, nó chỉ có diện tích rơi vào khoảng tầm 15 đến 18 m2 thì cái chiếc sao ba này sẽ phù hợp với những cái căn phòng nhỏ như thế. Còn cái sao ba B20A thì nó to và nó dài hơn, âm thanh nó vòng hơn, thì tốt hơn cho những cái căn phòng như là phòng khách của gia đình hoặc là những cái căn hộ to hơn, rộng hơn. Còn một chiếc cái dây sạc cũng như là một cái remote. Tôi phải kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện rất là thú vị. Cũng chả thú vị gì lắm. Cái remote của B20A lúc mà Giang nhận bản demo về á thì không thấy, nên là Giang không review được cái phần mà bấm chọt. Còn chiếc này thì còn nguyên siêu luôn các bạn ơi, nguyên siêu luôn. Tí là tôi sẽ xé máy ra, quên, bóc zin em mới ra. Bóc zin xong rồi test bằng chiếc remote này cho các bạn cùng xem nhé. Đợt trước thì bởi vì là Giang không có cái remote này nên là không thể giới thiệu cho các bạn cũng như là hướng dẫn cho các bạn điều khiển bằng remote. Ở đây thì nó cũng khá gần giống như với là B20A, là nó sẽ có các cái cổng cắm để các bạn có thể kết nối với TV, máy tính bằng cổng HDMI cũng như là các cái cổng kết nối khác. Về bên ngoài thì các bạn nhìn off không? Bởi vì là hiện tại là đang cái phông của Giang đang là màu đen á, nên là không biết các bạn có nhìn thấy không. Tí nữa Giang sẽ quay cận hơn cho các bạn nhìn, là bởi vì oh no, này nó bị lõm vào trong đây là một điều Giang không thích. Trời ơi, nó bị lõm vào trong cái cầm kiểu cái vải này che đi sự khuyết điểm của nó ấy. Vâng, mong là nó sẽ không có làm mình thất vọng. Ở đây thì nó vẫn giống như các chiếc sao ba khác, tức là vừa có thể có cái lỗ để treo trên tường nữa. Các bạn có thể dễ dàng để mà decor trong phòng của mình. Chiếc B20A thì các cái thanh ví dụ như là TV, Bluetooth nó sẽ nằm ở ngay trên cái phần này luôn. Các bạn sẽ dễ nhìn và nó cảm ứng. Các bạn dễ bấm lắm. Bấm sang đèn sáng thấy luôn. Còn ở đây thì sao? Ở đây thì nó nằm ở phía dưới này, nó chớp bằng đèn. Tức là bạn có thể bật nguồn ở đây, đèn nó sáng này. Đó, đèn nó sáng. Sau đó là các bạn bấm bằng cái nút có hình mũi tên Đấy, nó sẽ chuyển là tivi hay là Bluetooth. Bây giờ hiện tại là Bluetooth đang nhảy. Ok, Giang sẽ bật Bluetooth. Sau khi kết nối các bạn sẽ bấm này. Đây, ok. Rồi, đã kết nối xong. Đang bật nút tăng nhé. Đây là một bản nhạc EDM. Và EDM là vừa rồi các bạn đã thử nghe rồi. Bây giờ Giang sẽ bật một bản nhạc, nó sẽ hơi nhẹ nhàng và nghiêng về cái nhạc gọi là nhạc trữ tình. Ok, bây giờ sẽ mở một bài Tôi có cái bài này. Tôi có cái bài này mà tôi thách ai nghe được là nó là cái bài gì. Trong tất cả các buổi tiệc anh đều là nhân vật chính, khi anh bước tới mang lồng gió mới mọi người hét, mọi người thét hoa quý tới chơi. Em ở đây hay ngoài kia do em chọn, em ở đây hay ngoài kia do em chọn, em ở đây hay ngoài kia do em chọn. Câu trả lời của em là trên thiên đàng. Lời ru câu hát nói tha em chờ, giờ em đi lấy chồng. Lời ru câu hát nói tôi khờ, khờ mà hãy ước mơ. Ok, sao? Đó sao là tuy đó hơi xàm cái bản nhạc trữ tình phía sau. Tuy nhiên là Giang đã cho các bạn nghe được hai thể loại, đó là EDM cũng như là nhạc trữ tình. Ok, thì các bạn có thể đánh giá như thế nào về cái chiếc Saba này thì có thể để lại bình luận phía dưới video. Tuy nhiên là đối với cảm nhận của cá nhân Giang thì sau khi mà đã trải nghiệm cái chiếc Saba này thì Giang nhận thấy rằng là tuy nó nhỏ nhá nhưng nó rất là có võ ở chỗ là về âm lượng nó khá là ổn, và đặc biệt là bởi vì là do trong cái phòng của Giang với diện tích cũng khá là nhỏ thì nên là cái âm thanh vòng á, do phản âm từ bức tường đồ đấy thì Giang nghe rất là ok. Với một cái căn phòng nhỏ để mà vừa trong cái bàn làm việc chẳng hạn thì thì chất lượng âm thanh khá là ổn. Về nghe nhạc thì thực sự ra là nếu như mà để âm thanh thì thực sự là bốc như chiếc B20A thì thực sự Giang nói là chiếc C20 này nó không tới, nó không thể bằng được. Bởi vì là bên kia là nó là hai cụm loa siêu trầm nó ghép vào, nên thành ra là khi mà nghe nhạc hay xem phim á, nó vùng nó rất là thú vị đúng các bạn. Còn cái này thì thực sự là bởi vì là nó bị thiết kế nhỏ gọn lại, cũng như là nó sẽ bị hạn chế ở một số cái công nghệ về âm thanh á. Thêm một cái nữa nó là rất là tiện lợi ở cái chỗ này, kiểu như là đang tiện vừa sử dụng điện thoại rồi vừa xem phim ở trên này thì bạn rất là khó khăn trong cái việc là bạn phải thoát ra lại, xong bạn phải vào lại cây app và Saba Remote, sau đó lại điều chỉnh lại về cái nhu cầu mình đang muốn là để xem phim hay nghe nhạc á, thì cái remote này cũng khá là tiện lợi ở vấn đề đó. Bạn có thể là được điều chỉnh sang lại chế độ âm thanh nổi bật, âm thanh tiêu chuẩn xem phim hoặc là chơi game trên cái remote này luôn. Đó, nói chung thì Giang thấy là nó cũng khá là ổn về trong tầm giá của nó, về cũng như là cũng thấy là ổn về trong chất lượng. Vừa rồi là Giang đã giới thiệu cho các bạn một cái chiếc sao ba của Yamaha có tên là SR-C20A. Các bạn có thắc mắc gì về chiếc sao ba này không? Thì hãy để lại bình luận phía dưới video, cũng như là đừng quên thích video này, chia sẻ video cũng như là đăng ký kênh YouTube của Song Tấn để tiếp tục theo dõi các video tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.